Chiều qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát tình hình xâm thực bờ biển từ phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đến thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. Cùng đi các đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm và huyện Ninh Hải. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do gió dập sông lớn đã làm bờ biển từ Đông Hải đến Ninh Chữ bị xâm thực và sạt lở. Qua khảo sát khu vực bờ biển sạt lở thuộc hạ tầng đường đi bộ ven biển khu du lịch Ninh Chữ Bình Sơn thuộc phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tại đây, sóng biển xâm thực vào đất liền, làm hở hàm ếch sau khoảng 2,5 mét và có nguy cơ tiếp tục xâm thực sạt lở vào bên trong. Tại khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải có khoảng 400 hộ dân sinh sống, trong đó có khoảng 50 hộ dân sống tại khu vực chưa có hệ thống đê kè ven biển. Vị trí xây nhà cách mép nước biển khoảng từ 5m đến 20m, gây mất an toàn. Tại thời điểm khảo sát, có khoảng 10 căn nhà bị sóng lớn cùng thủy triều làm sạt lở, sập vách nhà. Tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Rõ nét nhất, đó là khu vực ven biển, ven sông. Qua khảo sát, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát, khảo sát, đánh giá tình hình biến đổi khí hậu, sạt lở khu vực ven biển, ven sông, ven suối, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người dân. Trước mắt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn đối với điểm sạt lở ven biển. Về lâu dài, các ngành địa phương chủ động rà soát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu để tham mưu đề xuất bổ sung các giải pháp, các hạ tầng kỹ thuật phù hợp. Trong quá trình quy hoạch đô thị, quy hoạch khu dân cư nông thôn, phải tính đến tác động của biến đổi khí hậu để có giải pháp phù hợp. Các ngành liên quan khẩn trương rà soát việc khai thác vật liệu xây dựng ở khu vực cửa sông, cửa biển để xử lý và hạn chế đến mức thấp nhất việc khai thác khoáng sản gây ra việc sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.